Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Chào các bạn, khi mình hỏi thằng cha GPT rằng, thử nói xem Nguyễn Tử Quảng là ai? Và các bạn thử đoán xem, nó trả lời rằng Nguyễn Tử Quảng, hay thường được gọi là Quảng Nổ, là một người có màn cưa bom cực chất. Thằng ChatGPT này đã dám nói anh Quảng cưa bom, láo thật. Vui vậy thôi, còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghiêm túc tìm hiểu về ông chủ tập đoàn công nghệ BKAV các bạn nhé. Nguyễn Tử Quảng sinh ngày 11 tháng 6 năm 1975 tại xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, nay thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Anh là giám đốc trung tâm an ninh mạng BKIS thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời là người sáng lập, lãnh đạo tập đoàn công nghệ BKAV, công ty sở hữu phần mềm diệt virus nổi tiếng BKAV và hàng loạt các sản phẩm công nghệ khác. BKAV là tập đoàn bao gồm 6 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực như phần mềm, an ninh mạng, chống mã độc, nhà thông minh, smartphone với giá ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Có một điều chắc chắn mà không phải ai cũng biết, đó là để có được thành công như hiện tại thì anh Quảng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực. Bên cạnh đó thì Nguyễn Tử Quảng cũng là một người rất thông minh. Ngay từ khi còn là học sinh, Quảng đã luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng nể hơn, khi lên phổ thông với số điểm cao vượt trội trong kỳ thi vào lớp 10, anh đã xuất sắc đỗ vào lớp chuyên toán trên Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi kết thúc bậc học phổ thông, một lần nữa anh Quảng lại cho thấy năng lực của mình khi thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngôi trường nằm trong top những trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Có thể nói, Đại học Bách khoa cũng chính là nơi đặt nền móng giúp anh từng bước xây dựng nên tập đoàn công nghệ giá trị nghìn tỷ. Năm 1995, khi chỉ mới là cậu sinh viên năm 3, Nguyễn Tử Quảng và một vài người bạn của mình đã thành lập công ty BKAV. Từ đây thì anh và nhóm bạn đã cho ra mắt phần mềm chống virus đầu tiên của Việt Nam. Đây chính là phiên bản đầu tiên của phần mềm diệt virus nổi tiếng BKAV. Trong đó, BKAV là viết tắt của Bách khoa Antivirus. Trong những năm ngồi trên giảng đường, với thành tích học tập ấn tượng, anh Quảng đã được giữ lại làm giảng viên bộ môn kỹ thuật máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 1997. Tại đây thì anh tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phần mềm BKAV. Và chỉ vài tháng sau, anh đã công bố công trình hoàn thành phần mềm chống virus đầu tiên của Việt Nam với tên AV Online. Và phần mềm của anh đã nhanh chóng tạo ra một cơn sốt. Và để tiếp nối sự thành công của mình thì 2 tháng sau, anh Quảng lại cho ra mắt phần mềm hỗ trợ kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet, hỗ trợ việc kết nối Internet của công ty FPT. Đây là một trong 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên của Việt Nam. Và lại đến 4 năm sau, chính là dấu mốc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của anh Nguyễn Tử Quảng. Đó chính là việc vào tháng 12 năm 21, Nguyễn Tử Quảng đã thành lập Trung tâm Phần mềm và Giải pháp An ninh mạng BKIS. Vào tháng 12 năm 2001, dưới sự bảo trợ của Đại học Bách khoa Hà Nội cùng với 9 thành viên khác, và anh cũng trở thành giám đốc của trung tâm. Với những thành công đã đạt được vào năm 2003, Nguyễn Tử Quảng được tạp chí eChip phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin. Có thể các bạn không biết rằng, mặc dù phần mềm BKAV được rất nhiều người tin dùng, nhưng anh Quảng không hề thu phí một đồng nào. Phần mềm đã được cung cấp hoàn toàn miễn phí trong thời gian tới 10 năm. Mãi đến năm 2005 thì BKAV mới chính thức được thương mại hóa. Tuy nhiên, có lẽ các bạn và tôi cũng sẽ chẳng biết cái tên Nguyễn Tử Quảng nếu như anh không tạo ra một sự kiện đặc biệt khiến dân mạng cả nước phải chú ý. Đó là năm 2015, Nguyễn Tử Quảng đã cùng BKAV giới thiệu chiếc điện thoại được xem là điện thoại thông minh đầu tiên của người Việt. Nó có tên gọi là B-Phone. Khi đó thì B-Phone đã nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn khi ông chủ của nó giới thiệu rằng B-Phone có những tính năng, thiết kế, cấu hình hàng đầu thế giới. Tuy nhiên ngay sau đó thì B-Phone đã khiến người dùng thất vọng vì sản phẩm không tốt như quảng cáo. Tiếp những năm sau đó, từ năm 2017 đến năm 2020, Nguyễn Tử Quảng đã lần lượt cho ra mắt các thế hệ của dòng điện thoại thông minh B-Phone. Anh luôn cho rằng các sản phẩm do mình tạo ra không thua kém gì các thương hiệu nổi tiếng. Và với những cái nhất như B-Phone là smartphone đẹp nhất thế giới, camera selfie đẹp nhất thế giới, chiếc điện thoại chất nhất thế giới. Những phát ngôn của nhà sáng lập BKAV đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và gây ra nhiều tranh cãi. Một số người thì cho rằng những phát ngôn của Quảng là quá lố khi so sánh sản phẩm của mình với các thương hiệu hàng đầu thế giới vì B-Phone mang đến cho người dùng trải nghiệm không như mong đợi.
một số người khác lại cho rằng ông Quảng có chiến lược quảng bá thông minh và có động lực để phát triển công nghệ Việt Nam. Mặc dù mang tính chất quảng cáo và có phần nổ, nhưng những phát biểu này thể hiện sự tự tin và tầm nhìn của ông trong lĩnh vực công nghệ. Và có một điều thú vị là sau hàng loạt phát ngôn nổ trời của vị CEO công ty an ninh mạng thì website của BKAV vẫn bị hacker tấn công. Cụ thể là vào năm 2008, 2012 và mới đây nhất là 2021, sau hàng loạt các sự kiện thì đa phần mọi người cho rằng thay vì những phát ngôn nổ trời thì nhà sáng lập nên tập trung vào kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các lỗ hổng. Mặc dù bị dư luận ném đá nhưng CEO Nguyễn Tử Quảng lại xem đó là động lực lớn để tạo niềm tin cho người dùng Việt Nam rằng doanh nghiệp Việt vẫn có thể tạo ra các sản phẩm đẳng cấp. Và dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng Nguyễn Tử Quảng là một doanh nhân có tâm và có tầm. Có thể nói Nguyễn Tử Quảng là người luôn có niềm tin vào khả năng của người Việt trong lĩnh vực công nghệ. Anh mong muốn xây dựng một nền công nghiệp smartphone do người Việt làm chủ và cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, anh Quảng cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như tài trợ cho các hoạt động của Quỹ Học bổng Vượt Khó của Báo Tuổi Trẻ, hỗ trợ cho các trường học và sinh viên nghèo vùng sâu vùng xa, đóng góp cho Quỹ Vaccine Phòng chống Covid của Chính phủ, v.v. Tuy có những phát ngôn cưa bom, nhưng suy cho cùng thì Nguyễn Tử Quảng cũng là người đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, an ninh mạng ở Việt Nam. Người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ yêu công nghệ và mong muốn đóng góp cho đất nước. Mặc dù Bphone là một sản phẩm được xem là đã thất bại của anh Quảng, nhưng do vậy thì chúng ta vẫn có rất nhiều điều cần học ở anh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.